chào các em. Hôm nay chị Hà Châu sẽ hướng dẫn cho các em cách làm chú thỏ xinh xắn như thế này nè. Chú thỏ này làm bằng bông len đó các em. Đây nè, làm từ len cuộn này nè. Bây giờ thì đầu tiên này, chúng ta sẽ dùng cái hình tròn này. Ta sẽ vẽ một cái đường tròn ở trên bìa cắt tông các em nhé. Đây, đường tròn của chị đây. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt hình tròn ra. Rồi, hai hình tròn đây các em. Sau khi có hai hình tròn này rồi thì chúng ta sẽ một cái đường tròn nhỏ bên trong nhé. Thank you.
stones will all fall down, my fair lady. Build it up with wood and clay.